Hello, xin chào anh em, mình là Vinh và hôm nay mình sẽ mang đến cho anh em một cái chương trình khuyến mãi chỉ có riêng tại Store là một mà thôi. Đây là cái chương trình khuyến mãi đặc biệt dành cho những anh em mua hàng trực tiếp. Như mình nói là dạo gần đây thì bên Store một sẽ có rất là nhiều cái kênh bán hàng và mỗi một kênh khách hàng sẽ có một cái chương trình khuyến mãi dành riêng dành cho anh em. Chẳng hạn như ở tỉnh ở xa thì anh em có thể mua hàng trên web, mua hàng trên Shopee, anh em có thể mua hàng qua Facebook hoặc là Zalo hoặc là điện thoại. Còn nếu anh em nào ở Sài Gòn, anh em có thể qua trực tiếp 234 Bình Thới, phường 10, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh để vừa xem, vừa trải nghiệm, vừa thử, vừa được tư vấn và vừa được mua hàng giá tốt luôn nha anh em ha. Đây là cái chương trình rất đặc biệt chỉ dành cho anh em mua hàng trực tiếp mà thôi. Ok. Và hôm nay như anh em thấy cái logo mà đang xuất hiện trên cái livestream này đó là Boss, và mình sẽ mang đến cho anh em một cái combo Boss rất là hấp dẫn luôn. Hàng của Boss thì anh em biết trên thị trường nó cạnh tranh rất là nhiều và cái mức chiết khấu nó rất là thấp, để tạo ra một chương trình khuyến mãi cho Boss thì thật sự rất là khó khăn, không phải nhiều người có thể làm được cái việc này đâu anh em nha, tại vì thật sự là cạnh tranh ghê lắm. Rồi thì anh em thấy đây là một cái sản phẩm của Boss dòng GSB 120 ly. Những anh em nào là fan của Boss thì thường anh em sẽ thích mua cái máy này, mặc dù là có những cái lựa chọn tốt hơn nhưng niềm tin vẫn là điều quan trọng. Đây là cái máy khoan 12V rất là nhỏ gọn, có chế độ khoan búa anh em nhé, bắt vít khoan khoan búa bắt vít 20 cộng 1 cấp độ trượt. Nó có hai cấp tốc độ và tốc độ cao nhất của nó là 1.500. Wow, quá ngon luôn. Con này đầu kẹp là autolock 10 ly đảo chiều và pin đi kèm nó là 12V 2A. Dòng này là dòng mới so với dòng cũ GSB 12 ly cũ anh em nhé, thì nó chỉ có pin nó có 1.3, 1.5 A thôi. Ở đây chúng ta có được hai cục mà hai cục là 2 A, rất là đẹp luôn. Và cục sạc đi kèm cũng là một cục sạc nhanh anh em ha. Cục sạc này output của nó là bao nhiêu ta? Nó không có ghi luôn, hàng Boss nó hơi dở cái chỗ này ha. Nó ghi trên đây. Cục này là output là 1 A thì nó sạc cái cục này tầm phải 2 tiếng. Đây là một cái máy khoan được thiết kế cho anh em nào chúng ta sử dụng gia đình. Anh em lưu ý cái máy này mua về sử dụng gia đình chứ đừng có sử dụng mang đi công trình. Công trình mà nếu mà anh em làm nhẹ thì đây là một lựa chọn tốt, còn nếu anh em làm nặng thì mình khuyên anh em lựa chọn tốt thì chúng ta nên mua những cái máy 18V thì chúng ta xài nó ok hơn. Chứ dòng 12V này thường nó sẽ không đảm bảo được cái việc của chúng ta đang xài nha anh em nhé. Thì cái máy này đang bán tại Store là một với giá là 2.262.000. Ủa vậy ông Vinh nói vậy có khuyến mãi gì đâu trời. Yên tâm, anh em bình tĩnh. Sau đây mới là cái khuyến mãi của mình và chỉ áp dụng duy nhất khi anh em mua hàng trực tiếp, và số lượng là 2. Là 2 thôi nha anh em nhé. Rồi, đây là cái máy hút bụi 12V của Boss. Con này rất là ok, dòng professional nha anh em nha. Mã là GAS 12V gạch ly, và mình sẽ cho anh em có giá hiện tại đang bán ở bên Store là một, đó là 1.299.000 đồng. 1.299.000 đồng mà chúng ta cộng với 2.562.000 đồng, nhẩm nhẩm sơ sơ thôi đã là 3.500.000 hơn lại, thế là 3.700.000. 3.700.000. Nhưng ngày hôm nay mình sẽ có một cái mức ưu đãi siêu khủng dành cho anh em luôn. Anh em nào mua cái máy này tại Store là một, mình sẽ giảm giá cho anh em. Cái máy này cộng với cái máy khoan này là bao nhiêu? Là bao nhiêu? Chưa nói. Ok. Chưa nói tại vì sao? Phải cho anh em thử, anh em thấy nó hay rồi anh em mới mua chứ đúng không? Giờ ông đi ông nói chưa biết cái gì mà mua. Đây là một cái máy hút bụi Micro Filter System, dạng cho chúng ta hút bụi dạng gia đình đó anh em nha. Đó, giống dạng hạn chẳng hạn như cái chỗ này của mình. Đó, mình rút hút những cái này. Đó, bàn làm việc của mình. Anh em có bàn làm việc đúng không? Anh em mua cái máy này anh em về anh em hút. Ôi, quá ngon luôn anh em ơi. Ôi, đã không? Nhẹ nhàng, không có ồn ào, giống như những cái máy điện lớn, không có chiếm diện tích, không có nặng nề và cực kỳ dễ sử dụng. Và cái khả năng hút của nó là hút bụi anh em ha, những cái bụi mà nhỏ nhỏ trên bàn mình là anh em hút nhẹ nhàng luôn. Đặc biệt là những anh em làm điện tử, những anh em làm những cái công việc liên quan đến cái gì nhỏ nhỏ thì anh em mua cái máy này là tuyệt vời luôn. Con này á, sở dĩ mình sẽ giảm giá cho anh em đơn giản vì nó còn tồn hai con, mình sẽ giảm giá sát sàn cho anh em luôn ha. Hàng này là hàng mới nha anh em, mình cho anh em coi trước để nhiều khi chúng ta qua chúng ta coi chúng ta sẽ không có hiểu được. Để mà mở được cái nút này anh em chỉ cần bấm cái này thôi, anh em gỡ ra đây, quá đơn giản luôn đúng không? Và anh em đậy lại như thế này,
Và khi nào anh em muốn mà đổ bụi đi thì chúng ta chỉ cần đi đem này chúng ta đóng, chúng ta đổ thôi thôi, rất là đơn giản ha. Con này sử dụng động cơ có chở than nha anh em nhé. Và nguyên một bộ như thế này, nếu anh em mua trong cái chương trình tháng 12 này chỉ có hai bộ duy nhất mà thôi. Mình sẽ cộng lại cho anh em một lần nữa trước khi mình cho anh em cái mức giá. Mình biết là anh em rất là hồi hộp rồi, nhưng mà cứ bình tĩnh nha. Bình tĩnh, tại vì mình đảm bảo cho anh em đó là một cái mức giá vô cùng tuyệt vời. Vô cùng tuyệt vời luôn. 2.562.000 cộng với 1.299.000 là 3.861.000 nha mấy anh ơi. 3.861.000, nhiều không? Tính ra thì nhiều, nhưng mà trong cái chương trình này anh em sẽ thấy nè. Bây giờ mình chấp luôn, mình tra giá cho anh em trên mạng luôn. Nhiều khi anh em nói giá tầm mình, giá mình cao. Đúng, giá sau mà có thể cao hơn một số chỗ khác, một số chỗ khác. À, nhưng mà anh em nhìn nè. Giá đang bán trên Tiki là nhiêu? 1.224.000. Mình bán bao nhiêu? 1.229.000, mắc không? Ông nội nào mắc nữa tôi thôi luôn á ông ha. Đây, bao nhiêu? 1.368.000, mắc không? Cái này mới gọi là mắc nè anh em nha. Cái đó mới gọi là mắc đó. Còn bên mình là giá rẻ rồi. À, đó là cái máy hút bụi của chúng ta. Vậy thì cái con GSB120 gạch ly này thì bên mình bán giá như thế nào? Con này là một cái con phổ thông, nên mình biết chắc chắn là sẽ có nhiều nơi bán giá rất tốt. Nhưng tốt là ở mức nào? Con này anh em lưu ý nó có hai dòng. Một cái dòng là dòng đời cũ, còn dòng mình là dòng đời mới. Dòng đời mới này nó có cái gì đặc biệt? Tăng 33% pin. Nói trước để chúng ta trả giá chúng ta cũng biết. Cái dòng này là dòng 2A đời mới, tăng 33% pin. Dòng cũ như mình nói với anh em đó là gì? Đó là dòng mà pin nó chỉ có 1.5A mà thôi. Thì đây, nếu mà chúng ta coi ở trên mạng đó, cái giá của cái sản phẩm này, để mình kiếm coi cái chỗ nào mình điện máy xanh đi. Ôi, điện máy xanh bán ghê vậy, bán coi triệu mấy à. Nhưng mà chắc không phải con này rồi, nhìn cái hình là biết rồi. Mình kiếm một cái con nào đúng cái con này mới được nha anh em nha. Đây, một cái nơi có thể nói gọi là bán hàng rất rẻ luôn. Mình đó, họ bán cũng là 2.250.000 đồng. Thì anh em cứ tính đi. À, bây giờ mình cộng hai cái thứ này lại nè, là hết nhiêu? Là 3.861.000 đồng. Mình tính là một lần nữa, 3.861.000 đồng. Và trong cái chương trình này, anh em nào mua hai bộ duy nhất mà thôi, chỉ hai bộ duy nhất mà thôi, mình sẽ giảm giá cho anh em còn 3.300.000 đồng. Tức nghĩa là anh em sẽ giảm giá là bao nhiêu? 561.000. 561.000 đồng. Thấy rẻ không? Quá rẻ luôn. Quá rẻ luôn. À, nếu anh em nói cái máy GSB120Li này mình bán mắc hơn người ta khoảng 200.000. Tại vì mình cũng chưa biết cái con này, cái hình nó không đúng với cái hình của mình nữa. À, cái hình của mình nó khác. Tại cái con của mình đây có phải 2A không? Ý dạ, cái con này đời cũ nè anh em thấy không? Cái con này là cái con đời cũ, cái con mình là con đời mới. À, nó khác biệt ra rất là nhiều luôn. Đây nè, con này là con đời cũ nha anh em. Nè anh em nhìn thấy nó khác không? Đó. Nè, pin 1.5A nè, máy chế. Đó, thấy rõ không? Rất là rõ ràng đúng không? Pin 1.5A giá 2.250 mình cũng bán cái giá đó đó, nhưng mà dòng đó thì nó bỏ mẫu rồi mình không bán nữa. Mình bán cái dòng mới là 2A, giá là 2.562.000. Trên nha, 250 cho hai cục pin 2A là đều rất bình thường. Giá này bán mắc không? Ông nào nó mắc nữa thôi luôn á mấy ông nội. À, giá trên cái thằng bán rẻ nhất chỉ có 4.000 đồng mà thôi. Nhưng mà có ông nào giảm giá cho anh em 561.000 hai sản phẩm này không? Mình cá với anh em hiện tại là không. Và chỉ có hai bộ duy nhất dành cho anh em mua trực tiếp. Lưu ý anh em nha, mua trực tiếp, không áp dụng chương trình mua hàng khác. À, anh em đến đây anh em mua cái bộ này thì anh em sẽ được giảm giá còn 3.300.000, tiết kiệm được 561.000 đồng. Hai bộ duy nhất dành cho hai người nhanh tay. Ok, nói như vậy là hiểu rồi anh em. Nhanh tay nhanh chân đến store là một, địa chỉ là 234 dưới này đường Bình Thới, phường 10, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Nếu anh em thấy video này bổ ích và nếu có ai đó đang cần thì ngại gì mà không chia sẻ, tại vì mình tin có ai đó sẽ cần cái combo này. Một cái combo này rất phù hợp cho chúng ta sử dụng gia đình. Mình là Vinh, xin chào và hẹn gặp lại. Yeah.